chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Nếu bây giờ mà mình nhắc đến laptop màn hình đẹp, nhất là khi còn là màn OLED 4K, thì các bạn sẽ nghĩ là laptop Ultrabook thông thường có màn hình đẹp hay là laptop chuyên về đồ họa? Cái này thì chắc chắn là phải phụ thuộc vào cấu hình nữa đúng không? Vậy thì với mức giá gần 60 triệu đồng, mẫu laptop siêu mới đến từ nhà Gigabyte sẽ có gì? Từ trước đến nay thì mình vẫn biết Gigabyte là một hãng chuyên sản xuất các linh kiện dành cho PC này, chuyên về gaming này. Vậy nên là khi nghe về laptop mới của Gigabyte, mình đã nghĩ nó là dòng laptop gaming. Tuy nhiên thì laptop của Gigabyte còn làm được nhiều hơn thế. Theo như hãng cho biết thì đây là mẫu laptop hướng đến những người làm về sáng tạo nội dung này, laptop dành riêng cho creator. Thế nhưng mà ngoài làm việc ra thì các bạn cũng cần giải trí nữa. Gigabyte Aero thì cũng có thể trở thành một mẫu laptop gaming luôn. Chưa nói về thiết kế vội nhá, thì khi đọc qua về thông số với mức cấu hình là Intel Core i7-11800H, RAM 16GB có thể nâng cấp tối đa lên thành 64GB, 1TB SSD và đồ họa tích hợp NVIDIA RTX 3070. Mới đọc qua như thế thôi thì mình cũng đã biết là với mức cấu hình này có thể xử lý mượt tất cả các tác vụ, nhất là với các phần mềm liên quan đến đồ họa như là Photoshop này, Premiere này, xử lý các video 4K thoải mái. Và cấu hình này thì chơi game cũng không phải bàn, chơi được hầu hết tất cả các tựa game hiện nay từ online cho đến offline. Và cùng xem qua phần test game trước nhé. Là mẫu laptop hướng đến người dùng là sáng tạo nội dung, vì thế thì mình cực kỳ ấn tượng với màn hình của em này. Màn hình thì sẽ là 15,6 inch, 3 viền màn hình siêu mỏng, màn 4K AMOLED được sản xuất bởi Samsung với độ bao phủ màu sắc là 100% sRGB, 97% Adobe RGB, 100% DCI-P3, độ sáng là hơn 400 nit. Độ chính xác về màu sắc thì gần như là chuẩn. Màn hình này còn là màn hình gương, thì đối với mình màn hình này gần như là có thể đem so sánh ngang với MacBook, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Màu sắc siêu hơn hết này, màu lên chuẩn này, nổi khối này. Và nhất là khi nhìn màu đen trên chiếc màn hình này thì cực kỳ có chiều sâu. Màn hình có 15,6 inch thôi mà độ phân giải lên đến 4K, thì cho dù là các bạn có gì sát mặt vào màn hình này cũng không thể tìm thấy một vết rỗ nào hết. Siêu đẹp. Thêm vào đó thì để phục vụ nhu cầu làm về thiết kế, làm về đồ họa, tránh tình trạng là màn OLED thì sẽ có màu hơi bị rực quá, thì chiếc laptop này cũng đã được cân chỉnh màu sắc và chứng nhận bởi Pantone, thế nên là có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác màu sắc trên chiếc laptop này. Được thừa hưởng từ dòng Aros Gaming, thế nên là thiết kế của Aero 15 cũng hơi mang dáng vẻ gaming một chút. Nhưng mà vì hướng đến đối tượng người dùng là sáng tạo nội dung nên là mẫu laptop này không quá nặng, khá là mỏng nhẹ, chỉ khoảng 2kg, rất là dễ cầm theo khi di chuyển. Về mức độ hoàn thiện thì chắc chắn này, toàn bộ máy được làm bằng nhôm, và khi có tác dụng lực tay ấn vào khung bàn phím hay là lắc màn hình thì cũng không hề có hiện tượng flex. Bàn lề thì các bạn có thể mở ra được bằng một tay rất là dễ dàng. Bề mặt trước này thì sẽ được bao phủ bởi màu đen trơn nhám với logo Aero ở chính giữa, có thể phát sáng khi các bạn bật máy lên, kết hợp thì cùng với cả chất liệu carbon làm điểm nhấn cho phần mặt lưng này. Nói chung về phần thiết kế thì vuông vắn này khi kết hợp với các khe gió tản nhiệt thì cũng tạo nên một thiết kế gaming cho chiếc máy này. Nhắc đến khe gió tản nhiệt thì Aero 15 được trang bị công nghệ làm mát là WinFog độc quyền của Gigabyte với hai quạt 5 ống đồng, sẽ gồm 71 cánh quạt giúp tăng khả năng tản nhiệt tổng thể lên đến 30%, sẽ đảm bảo khả năng hoạt động của laptop của các bạn luôn mát mẻ dù là làm việc trong nhiều giờ liền.
Bàn phím thì cũng là một đặc điểm đậm chất gaming khi Aero 15 được trang bị là LED RGB. Bàn phím cảm giác gõ khá là tốt này, tuy nhiên thì hành trình phím chưa sâu lắm. Nhưng bù lại thì phím bấm lớn, nhất là các phím mũi tên rất là phù hợp để cho các bạn chơi game. Touchpad thì sẽ là cảm ứng đa điểm siêu mượt, có tích hợp cảm biến vân tay ngay trên touchpad và bảo mật với cả Windows Hello sẽ giúp mở máy nhanh hơn. Về vấn đề bảo mật và bảo đảm sự riêng tư cho người dùng thì Aero 15 trang bị webcam ở trên nút nguồn ở phần mặt C của máy và sẽ có tấm gạt che lại, thì sẽ cho phép các bạn kiểm soát quyền riêng tư của mình dù ở bất cứ đâu. Cục kết nối thì siêu đầy đủ với 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, cổng mini DisplayPort, jack tai nghe, cổng nguồn và không thể thiếu đối với dân làm sáng tạo chính là có cả khe thẻ SD. Thời lượng pin khá là ổn là ở 99Wh, có thể làm việc khoảng 5 tiếng với các tác vụ cơ bản ở độ sáng là khoảng 70%. Tổng kết lại thì với mức giá khoảng 60 triệu đồng, các bạn đã có Intel Core i7 này, RTX 3070 này, màn hình 4K AMOLED siêu đẹp, thiết kế chắc chắn lại còn khá là mỏng nhẹ, cổng kết nối siêu đầy đủ, thì đây xứng đáng là một chiếc laptop mà dân đồ họa đáng mơ ước. Link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.